Đây chú ơi, cháu chọn cho chú con này là màu đậm nhất rồi nhá. Có tí yếm trắng ạ. Sống lưng đen luôn, tai ke luôn đấy. Đây con này thần kinh nó căng lắm. Và con cái này nó to, nó phải hơn 8 cân rồi ấy. Đây chú xem này, đầu thủ mõm hộp luôn này. Đấy, siêu to luôn. Đấy, đây, lên dáng rất là đẹp nhá. Con này là chân tay là cái là to nhất đàn đấy ạ. Đây. Giật. Cắn giật luôn, con cái này mà thần kinh nó căng lắm. Mà tai ke luôn ấy. Con này đậm luôn này. Bắt đầu cắn rồi đấy. Rồi thế cho.